Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nên nạp chất diệp lục vào cơ thể mỗi ngày? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự của chương trình. Mười tám án tử hình cho các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Sau hơn 2 tháng xây dựng, công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành đã dần lộ diện. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ phát hỏa trong tối qua. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, đỏ rực và lan rộng cả nhà xưởng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối qua, người dân phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng trong hẻm trên đường Bế Văn Cẩm, phường Tân Kiển, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, nên hô quán tìm cách dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ và báo cơ quan chức năng. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng, khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều động lực lượng cùng nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa. Gần 22 giờ cùng ngày, hỏa hoạn được khống chế. Khoảng 2.000 mét vuông nhà xưởng bị cháy rụi, đổ sập. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực y tế, bệnh nhi 15 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh có tiền sử bệnh động kinh nặng, kháng thuốc do loạn sản khu trú. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chuyên ngành động kinh trong nước cùng các chuyên gia của Bệnh viện Dinh dân Đại Bắc đã thực hiện hội chẩn, lên kế hoạch và phẫu thuật điều trị động kinh cho người bệnh. Quá trình phẫu thuật thực hiện ghi điện não giỏ não, dùng hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh để ngăn chặn tổn thương về chức năng thần kinh và có thể lấy hết tổn thương sinh động kinh trong mổ. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, có sử dụng kính vi phẫu và hệ thống định vị hiện đại. Người bệnh đã tổn thương não khá là to, cả một vùng thùy trán bên phải, và người bệnh đã bị cơn động kinh kéo dài hơn 6 năm. Và sử dụng nhiều loại thuốc chống động kinh. Vì vậy, cái hiệu quả nó sau phẫu thuật nó có thể không đạt được những ưu điểm so với những cái trường hợp khác. Cái tổn thương này là một cái tổn thương cái vùng vỏ não lớn. Nó lớn và nó thường là cái hiệu quả sau phẫu thuật của nó được nghiên cứu là khoảng hiệu quả nhất thì khoảng 50-70%. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nếu có triệu chứng co giật nên thăm khám và điều trị sớm. Đối với trường hợp động kinh kháng trị, phẫu thuật sớm trong vòng 2 năm để giảm cơn sinh động kinh và chất lượng phục hồi sau phẫu thuật sẽ tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, diệp lục là chất có nhiều trong rau xanh, có thể trị mụn, giảm cân, phòng chống bệnh thiếu máu. Hiện trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng được giới thiệu là có chứa chất diệp lục, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên thì sự khác nhau giữa chất diệp lục có trong thực phẩm tự nhiên với chất diệp lục trong các sản phẩm thực phẩm chức năng là gì? Và có nên sử dụng chất diệp lục trong các sản phẩm này mỗi ngày hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự sau đây. Chất diệp lục là hợp chất tự nhiên tương đối an toàn cho cơ thể, được tìm thấy trong các loại rau xanh, có vai trò dung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Chất diệp lục có tác dụng ngăn ngừa một số phản ứng viêm và giảm hấp thu một số chất độc, ví dụ như alatoxin. Chất này là nguyên nhân chính gây ung thư đường ruột. Ngoài ra, chất diệp lục còn giúp giảm hấp thu chất béo trong bữa ăn, từ đó giúp giảm tình trạng mỡ máu và giảm cân hiệu quả. Do đó, chuyên gia y tế luôn khuyến khích người bệnh ăn rau xanh mỗi ngày để bổ sung chất diệp lục vào cơ thể. Tuy nhiên, những sản phẩm, thực phẩm chức năng được quảng cáo là chất diệp lục, sử dụng hợp chất đồng bán tổng hợp thu được từ chất diệp lục, được gọi là chlorophyllin. Hầu hết các sản phẩm nước diệp lục trên thị trường đều ở dạng lỏng, đựng trong chai và người dùng phải thêm nước lọc vào để uống. Mình có mua những cái chai nước diệp lục ở trên mạng đó, thì thấy là cũng có những cái hoạt chất mà lành tính. Thì uống để mà cải thiện da dẻ của mình, mọi chất tố bên trong, thì ngày nào mình cũng uống. Hiện nay, nhiều chị em lựa chọn chất diệp lục bởi cho rằng có nhiều lợi ích như có thể giúp giảm cân, giải độc, ngăn ngừa ung thư, phòng chống bệnh thiếu máu, chữa lành vết thương, điều trị mụn trứng cá và giúp trung hòa mùi cơ thể, giống như một chất khử mùi. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta uống nước diệp lục mỗi ngày?
Việc mà chúng ta sử dụng các thực phẩm chức năng chứa thành phần chính là chất diệp lục thì chúng ta cần phải lưu ý các tác dụng phụ của nó. Ví dụ như đối với những người có tình trạng rối loạn tiêu hóa thì chất diệp lục có thể gây ra tình trạng tiêu chảy kéo dài, hoặc là những người có tình trạng xuất huyết tiêu hóa thì chất diệp lục chưa có nghiên cứu nhiều trên những người phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, hoặc là những người có bệnh lý mãn tính như là suy thận. Diệp lục trong thực phẩm tự nhiên có thể xem là an toàn đối với sức khỏe chúng ta. Còn trong các chất bổ sung, có thể gặp một số tác dụng phụ khi uống diệp lục, bao gồm đau bụng, tiêu chảy, nước tiểu sẫm màu. Ngoài ra, kem bôi chứa diệp lục có thể gây ngứa rát hoặc ửng đỏ trên da. Bản thân những cái thực phẩm hàng ngày của mình, nó cũng đã có đầy đủ các chất diệp lục. Ví dụ như là các loại rau giàu chất diệp lục như là rau cải bó xôi đi, thì nó đã có tới 24mg chất diệp lục trong 100g rau. Hoặc là các loại rau mà giàu chất diệp lục khác như là rau mùi tây, bông cải xanh, hoặc các loại đậu như đậu Hà Lan. Vì vậy, mỗi bữa ăn nếu chúng ta ăn đầy đủ các loại thực phẩm có từ 100 đến 200mg các thực phẩm rau xanh nhiều chất diệp lục thì chúng ta cũng đã cung cấp đầy đủ chất diệp lục cần thiết cho cơ thể. Khi mà chúng ta sử dụng các thực phẩm có bổ sung thêm chất diệp lục thì chúng ta phải lưu ý rằng chúng ta có nằm trong cái đối tượng là có thể gây tình trạng tác dụng phụ, ví dụ như rối loạn đường tiêu hóa hoặc những đối tượng phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú. Diệp lục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và ít gây ra tác dụng phụ, mặt khác loại chất này cũng không kén người dùng. Tuy nhiên vẫn có một số đối tượng được các bác sĩ khuyên thận trọng khi sử dụng sản phẩm, thực phẩm chức năng có chứa chất diệp lục, gồm phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang trong giai đoạn cho con bú, người dưới 18 tuổi, người đang sử dụng một số thuốc kê đơn như thuốc điều trị cholesterol, thuốc kháng histamine, thuốc huyết áp, thuốc chống trầm cảm và thuốc kháng sinh. Đối với những người bị đau dạ dày thì nên chờ sau khi ăn từ 10 đến 15 phút mới được uống diệp lục. Tuy nhiên, tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng nước diệp lục để đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe của mình. Những ngày vừa qua được coi là cao điểm mùa đánh bắt ghẹ biển, nên các làng chài trong tỉnh Khánh Hòa luôn nhộn nhịp cảnh các ghe xuồng của người dân tấp nập trở về với đầy ắp các loại hải sản. Ghi nhận tại làng chài Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, làng chài chuyên đánh bắt ghẹ biển, các ghe xuồng nhỏ của người dân sau một đêm đánh bắt trên đầm Nha Phu liên tục trở về với đầy ắp ghẹ biển, từ ghẹ xanh đến ghẹ ba mắt còn tươi sống. Trên bờ các bạn hàng mỗi lái tất bật thu mua, phân loại ghẹ tạo nên cảnh nhộn nhịp tại làng chài này. Ghẹ biển là loại hải sản có giá trị kinh tế cao, được người tiêu dùng ưa chuộng, rất dễ tiêu thụ ngoài thị trường, nên sản lượng ghẹ biển người dân đánh bắt được đều được các bạn hàng thu mua nhanh chóng với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg. Về sản xuất nông nghiệp, tại An Giang, tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững quốc tế SRB đang được đặc biệt chú trọng mở rộng, bởi đây là xu hướng tất yếu để lúa gạo hội nhập quốc tế. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Sản xuất lúa theo chuẩn SRB là phương thức canh tác mới dựa trên nền tảng sản xuất lúa theo hướng 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm để tạo được sản phẩm lúa chất lượng cao, không nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hạt gạo. Vụ thu đông 2023 được trạm khuyến nông Châu Thành hướng dẫn, anh Trần Nhật Đức đã ứng dụng phương thức canh tác này trên 5 hecta đất ruộng của gia đình. Trước kia thì mình làm theo tập quán của mình, còn vô mô hình thì làm thấy bài bản hơn. Bên trạm khuyến nông là hỗ trợ mình là phân thuốc. Bình thường mình phun cử từng lần, còn này vô phun cử thuốc là phải là tự giá là 2 tấn. Nó thấy là hiệu quả nó cao hơn. Đạt thứ hai nó nhẹ chi phí. Thứ ba nữa là ít sâu bệnh. Thứ tư là nó được năng suất cao, hay là nông dân được lợi nhuận. Thứ năm là có thể được xuất khẩu. Lúa đang mùa thu hoạch, cứng cây, ít đổ ngã, chi phí sản xuất giảm, năng suất tăng vượt trội. Với giá lúa hiện được thương lái mua ở mức 8.900 đồng một ký, nông dân càng vui hơn vì có lợi nhuận kép. Sẽ hướng dẫn bà con nông dân bám theo 41 cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn SRB, tập trung là khuyến khích bà con nông dân không đốt rơm để là tránh cái ô nhiễm môi trường và sử dụng cái lượng rơm đó để làm phân hữu cơ cung cấp lại dinh dưỡng cho đất. Cái thứ hai nữa là quản lý là dịch hại theo cái chương trình đó là 1 phải 5 giảm, trồng cái hoa công nghệ sinh thái để khuyến khích cái thiên địch, để hạn chế cái dịch hại trên lúa, cái
Tiếp theo nữa là cái chỉ tiêu về cái an toàn trong cái sử dụng thuốc và cái độ tuổi của người lao động, nhân dân trong tập trung những cái chỉ tiêu mới so với cái tập quán bà con nông dân canh tác. Mô hình canh tác lúa gạo bền vững theo chuẩn SRB đang được ngành nông nghiệp tỉnh An Giang khuyến khích nông dân ứng dụng để có vụ mùa bội thu, góp phần bảo vệ môi trường, cung ứng lúa gạo sạch cho xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, từng là nghề thủ công đại trà nước tiếng, đến nay làng Thủy Tinh, Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định chỉ còn vài lò thổi thủy tinh. Và bằng những công cụ thô sơ thì người dân nơi đây đã sản xuất ra những đồ dùng bằng thủy tinh, mà đặc biệt là những chiếc ly thủy tinh màu xanh mà chúng ta vẫn thường thấy ở các hàng quán dĩa hè. Trước đây thì trong thôn Xối Trì còn có nhiều hộ gia đình cùng làm nghề nấu thổi thủy tinh. Họ sản xuất các sản phẩm từ đơn giản như là chai, lọ, ly, đèn dầu, bóng đèn, bình be đến những vật cầu kỳ theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên thì giá thành mẫu mã và sự vất vả là một trong những nguyên nhân khiến nghề đang bị mai một dần. Hiện tại trong thôn chỉ còn vài hộ theo nghề này, chủ yếu là sản xuất ly thủy tinh. Mỗi dây chuyền sản xuất ly thủy tinh có 5 thợ thổi hơi tạo dáng ly, một thợ cắt miệng ly, một thợ ủ tro để ly nguội từ từ. Để làm ra được những sản phẩm ưng ý, người thợ phải cảm nhận được độ chín của thủy tinh. Thời gian đạt độ nóng chuẩn của thủy tinh rất ngắn, người thợ nào khéo sẽ nắm bắt được thời điểm đó để thổi cho thủy tinh có hình dáng như ý muốn. Mỗi lò thủy tinh nấu lên sẽ làm được khoảng 1.300 chiếc ly. Cứ cách 3-4 ngày mới nấu được một lò. Sản lượng như vậy là không cao. Những chiếc ly thủy tinh bán ra giá cũng khá rẻ, nhưng vẫn có những người quyết tâm giữ nghề. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo. 18 án tử hình cho các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Sau hơn 2 tháng xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành đã dần lộ diện. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 13 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Cao Vũ Trọng, 33 tuổi, trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lập tài khoản để hoạt động cá độ bóng đá. Từ tài khoản của mình, Trọng chia thành 4 tài khoản cấp dưới để cấp cho Nguyễn Đức Long, 26 tuổi và Thái Minh Khoa, 24 tuổi, cùng trú thành phố Đồng Hới. Các đối tượng này đã dùng tài khoản được cấp để đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến các đối tượng là hơn 13 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Đồng Hới đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên án tử hình đối với 18 bị cáo trong một đường dây ma túy. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuyên quốc gia do các bị cáo là người nước ngoài cấu kết với các bị cáo là người Việt Nam thực hiện tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Theo hội đồng xét xử, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ 162 kg ma túy các loại, số còn lại được vận chuyển tiêu thụ trót lọt. Xét vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Lê Hồ Vũ, Li Jian Guan, quốc tịch Trung Quốc, Kim Sun Sik, Can Sơn Hắc cùng là người Hàn Quốc và 14 bị cáo khác về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. 4 bị cáo còn lại có 3 bị cáo lãnh án chung thân và 1 bị cáo lãnh 15 năm tù. Khởi công từ ngày 31 tháng 8 vừa qua, sau hơn 2 tháng xây dựng, hình dáng nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế Long Thành ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với biểu tượng hoa sen đã dần lộ diện. Công trình nhà ga hành khách của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là gói thầu có quy mô lớn nhất, tính chất kỹ thuật phức tạp nhất và thời gian thi công dài nhất trong các gói thầu của dự án thành phần 3. Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trị giá gói thầu 35.000 tỷ đồng, thời gian xây dựng dự kiến là 39 tháng. Nhà ga được thiết kế theo hình ảnh hoa sen, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, bố trí 40 vị trí đổ gần cho các máy bay. Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay quốc tế Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Dự kiến sân bay quốc tế Long Thành sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.
Thưa quý vị, người dân sẽ lần đầu được trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt chặng ngắn với hành trình từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm nhằm tham quan nhà máy xe lửa Gia Lâm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chuyến tàu đặc biệt phục vụ khách tham quan lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm từ ngày 17 tháng 11 tới đây với giá vé 20.000 đồng một vé một lượt. Cụ thể, ngày 17 tháng 11, ngày khai mạc lễ hội, tàu LH1 xuất phát từ ga Long Biên lúc 19 giờ 5 phút và tàu LH2 xuất phát từ ga Gia Lâm lúc 22 giờ 25 phút. Trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 11, từ ga Hà Nội, tàu LH3 sẽ xuất phát lúc 8 giờ và tàu LH5 xuất phát lúc 13 giờ 20 phút. Ở chiều ngược lại, từ ga Gia Lâm, tàu LH4 xuất phát lúc 10 giờ 50 phút và tàu LH6 xuất phát lúc 16 giờ. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề dòng chảy sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11. Trong đó, nhà máy xe lửa Gia Lâm là nơi diễn ra đêm khai mạc, bế mạc lễ hội cùng hàng loạt sự kiện âm nhạc, thời trang, nghệ thuật độc đáo, các hội thảo, workshop, hội chợ, vui chơi, trưng bày về lịch sử nhà ga. Những đầu máy xe lửa hơi nước hơn 50 năm tuổi sẽ được trưng bày trong khuôn viên nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đây là điểm nhấn trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, nhằm khơi dòng chảy di sản, nhất là các di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo. Và thưa quý vị và các bạn, quả thật nếu như không có những triển lãm trưng bày như sự kiện vừa được đề cập, thì có lẽ giữa những thành phố náo nhiệt, thì việc tìm một không gian cổ xưa để vừa ngắm, vừa xem, vừa mua đem về những món đồ xưa cũ không phải là dễ dàng đúng không ạ? Đúng vậy, tuy nhiên thì Thế Anh và quý vị và các bạn có biết không, việc này tưởng như không hề dễ dàng, vậy mà ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp lại có một chợ bán đồ cổ như thế. Chợ hình thành từ năm 2013 và đã thành một địa chỉ văn hóa dành cho người dân mỗi dịp cuối tuần. Nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, cứ mỗi dịp cuối tuần, khu chợ đồ cổ thuộc khuôn viên của một quán cà phê sân vườn lại đông người. Khu chợ này có hơn 100 quầy hàng với nhiều món đồ cổ từ gốm sứ, đồng hồ, đồ trang sức và các loại đồ trang trí độc đáo từ nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ thu hút những bậc cao niên, phiên chợ còn là điểm đến yêu thích của giới trẻ đam mê đồ cổ. Với nhiều bạn trẻ, bên cạnh việc sưu tầm những món đồ độc lạ, đây còn là nơi tìm hiểu, ngắm nhìn, hòa mình vào không gian xưa. Khi đến đây cảm nhận không khí đây hoài cổ, những cái quang cảnh này giống như lúc còn nhỏ mà em được ở trên nhà với cha mẹ đâu, mình ôn lại những kỷ niệm xưa cũ với lại những nét văn hóa của người Việt. Đây không chỉ là sân chơi cho những người chơi đồ cổ tìm kiếm cho mình những món đồ độc đáo, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa. Từ đó giúp người dân ý thức hơn vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị xưa cũ, giữ gìn bản sắc của dân tộc. Diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, chợ đồ cổ được xem là một trong những địa điểm lý tưởng để nhiều người có thể sống chậm lại, thưởng thức nét đẹp hoài cổ thông qua những món đồ xưa. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.